Với quyết tâm di chuyển gần 2.400 ngôi mộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường vành đai 4 trước ngày 23 tháng Chạp. Hàng tháng nay, các xã trong vùng dự án đi qua tại huyện Văn Giang vận động nhân dân đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công hỗ trợ tối đa để tạo thuận lợi cho người dân di rời mộ phần. Với hơn 10 km đường vành đai 4 chạy qua, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên phải thu hồi hơn 110 ha. Huyện là địa phương có nhiều diện tích phải thu hồi nhất tại Hưng Yên. Để thuận lợi cho người dân di rời mộ, một số địa phương đã thuê đơn vị thi công xây bể mộ theo một mẫu thống nhất, vừa tiết kiệm kinh phí, lại tránh lãng phí đất, đồng thời có thể đẩy nhanh tiến độ phục vụ các hộ dân di rời mộ. Đến ngày 27 tháng 12 năm 2023, huyện Văn Giang đã xây được gần 2.000 bể mộ, chuyển hơn 900 ngôi mộ trên tổng số gần 2.400 ngôi mộ phải di rời. Phấn đấu đến ngày 23 tháng Chạp sẽ di rời 100% ngôi mộ theo kế hoạch. Các cụ đang an vị ở chỗ cũ, thế con cháu thì nói chung băn khoăn, sợ vấn đề này vấn đề khác theo cái tâm linh. Nhưng mà chúng tôi đã họp gia đình và thuyết phục và động viên con cháu là nhất trí, thống nhất theo quan điểm của nhà nước là đưa các cụ về vị trí mới để dành đất cho con đường ngoài này bốn. Từ các đồng chí trong thường trực, các đồng chí trong ban thường vụ đều tích cực trực tiếp xuống địa bàn các xã để triển khai việc tuyên truyền đến với nhân dân thế và tổ chức các cái hội nghị thông tin tới nhân dân về tính chất và tầm quan trọng của của dự án đối với lợi ích phát triển kinh tế cho tỉnh Hưng Yên thì chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo để làm sao từ nay cho đến ngày 31 sẽ hoàn thành 100% việc xây dựng các bể mộ thế và vận động nhân dân thì trước ngày 23 không thì toàn bộ những cái hệ mộ khô sẽ được chuyển về vị trí mới.